Xin chào các bạn nhé. Cũng lâu rồi tôi cũng không ra cái video nào, do là dịch cũng không đi quay được đấy. Thì hôm nay thì tôi có ở nhà cũng chia sẻ với các bạn là làm một cái đồ chơi cho các em ở nhà mà khi mà không được ra ngoài đi chơi hoặc là không thể ra ngoài được, tiếp cận được các cửa hàng để mua đồ chơi đấy, mà yêu thích những cái đồ chơi trong những bộ phim thần thoại và những cái vị thần. Thì hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn làm nhanh một cái búa của thần Thor, thần sấm đấy, rất đơn giản và dễ thực hiện bằng ống nhựa PVC. Thì đây là cái ống nhựa PVC, ống phi 110. Cái ống này là ống chữ T. Từ phi 110 mà xuống phi 48 đây, xong là một cái đoạn ống để nối thẳng đây này, để cho vào cái ống phi 110 này đấy, hai cái đấy các bạn, đây hai cái ống đấy, và tiếp đến là hai cái đầu vịt này là hai đầu vịt ngoài 110 đây, phi 110, đường kính của nó, đường kính trong của nó 110 đấy. 110 tức là 11 phân đấy các bạn, 11 phân, 11 cm, và một cái ống dài khoảng 40 cm, ống phi 48 này, ống 48 các bạn, dày 2,3 nhân 4 mm này. Và một cái đầu bịt của ống phi 48 đây, đây nó ghi là phi ngoài của nó là 49 này, lòng trong là 48, à lòng trong là 49 đấy, bịt vào vừa đấy các bạn này, đấy các bạn nhìn thấy chưa. Và bây giờ thì tôi sẽ lắp ghép một cái búa thần thoi cho các bạn xem. Tiền bạn lấy cái đoạn nối thẳng lên, bạn đẩy vào nhé. Đấy. Bạn đẩy vào. Tiếp đến bạn lấy đầu vịt. Đấy. Mặt đối xứng cũng làm vậy. Cho đầu vịt vào đấy. Cái này là mình cho cái keo vào thì nó chắc, nhưng mà tôi chưa dính keo. Để khi nào mà tôi sẽ sơn và phủ một lớp sơn đẹp vào thì tôi mới dính keo đấy. Đây, cho ống phi 48 vào, cắm vào. Xong rồi các bạn bịt đầu vịt rồi nhé. Đây các bạn, búa thần thò đây các bạn. Bạn nhìn thấy đi, đẹp chưa? Các em chơi rất thích. Chi phí để làm cái búa này chỉ có 45.000 thôi các bạn. Các bạn mua được cái búa này chắc là phải mấy trăm nghìn. Búa thần thò đẹp không?